Đây là tiếng nói về Vision phát sóng từ phố Xuyên Hà Nội. Thưa các bạn và các quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8, mùng 3 tháng 9 năm 2018. Thực ra là cái video clip này tôi đã viết từ mấy hôm trước, nhưng mà hôm nay chúng tôi mới có phát hành được, là lý do cũng có những cái lý do. Thế thì báo cáo các vị là bây giờ là chúng ta đang giữa mùa thu. Thế thì mùa thu thì mỗi con người Việt Nam chúng ta là nó động lại trong mỗi con người Việt Nam ta có những cái mà nó rất là thiêng liêng và rất là nó có những cái đi theo trong suốt cái cuộc đời. Mỗi một cái tuổi trẻ, mỗi một con người chúng ta đều có nhớ đến cái mùa thu. Cái hồi nhỏ đó tôi thì cứ đến mùa thu thì là chuẩn bị năm học mới thì thường được bố mẹ này dẫn ra chợ để mua những cái cặp sách, rồi những cái đôi giày, đôi dép, rồi bộ quần áo, rồi cái bút chì vân vân, rồi cái mũ, cái nón vân vân. Đấy. Thế cái ngày mùng 2 tháng 9 là chúng tôi lại nhớ nhất, đó là cái ngày mà thường là cái ngày xưa hồi nhỏ chúng tôi là đang làm ăn hợp tác thì là thì buổi sáng hôm đó là được nghỉ. Cái ngày mùng 2 tháng 9 là thường được nghỉ, là thường là chúng tôi là ở nhà là thường là tung tăng quét dọn, trong đó là bố mẹ thì chị gái và mẹ tôi là làm cơm, mấy anh em tôi thì nhỏ nhỏ thì quét dọn các thứ được làm những cái việc mà công việc mẹ với chị sai. Còn bố tôi thì sau khi mà chuẩn bị xong là ra hội trường để mà ra cái đình thì để mà meeting chào mừng cái ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì mỗi nhà thì thường thường 1 đến 2 người ra, thế còn cái người một số người nhà chuẩn bị mâm cúng. Sau khi là khoảng 9-10 giờ thì bố về thì là cúng bàn thờ, xong nó chờ hết thương là chúng tôi ăn cơm. Thì trong cái lúc ăn cơm thì ngày xưa thì cũng không có rượu đâu. Rượu chủ là cúng bàn thờ một tí thôi, thế còn bố tôi cũng chả uống rượu. Thì bố tôi thường kể chuyện ngày xưa như thế nào, cái ôn lại cái ngày trước năm 45 và sau cái cuộc kháng chiến chống Pháp như thế nào. Thì bố tôi cũng đã tham gia vào cái cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ thế nào, và đời sống ngày xưa thì nó khổ thế nào. Thì bố tôi cũng thường hay nhắc cho chúng tôi đấy là những cái trước năm 45 đó là cái kiếp người là nô lệ, là con người là cái kiếp, là cái trâu kiếp ngựa. Mặc dù gia đình ông nội tôi là cũng rất là giàu có, nhưng mà thực ra là giàu có ở cái mức độ là nhiều lúa nhiều gạo thôi, chứ cũng không phải là được cái quyền gì cả. Không có quyền gì cả. Đấy. So với dân làng là một cái diện là có quan có để. Nhưng mà hiểu biết từ ngoài xã hội, hiểu biết thế giới là hình như nó không có. Cho nên là bố tôi có kết luận là đấy là cái kiếp trâu ngựa, và đến sang năm sau năm 45 và sau nhất là sau năm 4 năm 5 mà trở đi ấy, thì con người mới có sống dân chủ, bình đẳng với nhau. Đấy là cái như thế. Thế thì đến chiều thì thường là những cái hợp tác xã, cái đội sản xuất là thường đánh bóng chuyền, tổ chức bóng chuyền đêm, cũng có thể là văn nghệ. Thì bây giờ thì sang cái kinh tế thị trường rồi, thì cũng đã trải qua 40-50 năm rồi, chúng tôi lớn lên và đi công tác cũng như là xa quê. Thì bây giờ thì mỗi một cái thời kỳ thì cái cách thức tổ chức thì nó khác. Bây giờ thì hiện đại lắm, bây giờ thì cái dịp mùng 29 là nhà nước ấn định cho mỗi dân là nghỉ được 3-4 ngày, cũng có khi dính vào chủ nhật là có khi là còn hơn. Với cái chỗ vừa rồi là chúng ta là còn được vừa nghỉ chủ nhật nhưng lại còn được cả cái nghỉ bù nữa, cho nên là nó được kéo dài ra. Rồi là thường là các ở cán bộ xã thì thường là người ta tổ chức cho cái hoạt động là bóng chuyền, văn vui, văn nghệ, thể thao kỷ niệm, rồi là chống cờ vân vân. Thế còn những cái bạn bè của các em học sinh ngày xưa đó, đi những cái khóa những là từ năm 90 cho đến vừa rồi đó là kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 24 năm nó ra trường. Bây giờ báo cáo các vị là nó cứ chủ nhau nó liên hoan xong hát karaoke, hoặc là nó đi picnic, nó đi tận sang lên Sapa, rồi lên Sơn Tây, rồi nó lên cả đền Hai Bà Trưng, đền cả Tây Thiên, rồi nó đi rất là nhiều nơi. Bây giờ trên các live stream là thường thường các em học sinh là nó live stream thì chúng tôi mới biết rồi. Nó đi. Thế và nhìn trên cái Facebook thì thường là thấy trong miền Nam họ đi chơi cũng rất là đông.
Sài Gòn rồi ra cả Vũng Tàu, bay biển Vũng Tàu là kẹt. Nghỉ trong cái kỳ nghỉ nữa là rồi Cần Thơ cũng thế, lên điện rồi trên ở Nha Trang rồi trên Buôn Mê Thuột cũng rất là, nói chung là những ngày này là người ta vui chơi và người ta đi tham quan trong trong các công viên rồi các bãi biển rồi các di tích lịch sử rồi di tích những cái nơi thăng Thanh Lam thắng cảnh. Vừa rồi chúng tôi cái đoàn này, kiểu tổ chức cũng đi tham quan cái Lam Kinh, cái nơi mà cái xuất phát của cái nhà nhà Lê ấy, của Lê Lợi là khởi nghĩa đấy, là cái nơi mà cung điện của Lê Lợi mà lãnh đạo để chống giặc quân Minh ấy, chúng tôi cũng tổ chức đi tham quan đấy như thế. Đấy, thì thưa các bạn là, nhưng mà trong cái điểm này ấy, thì cách đây cũng đã lâu rồi, hàng tháng trước hàng tháng thì một số cái thành phần bên nước ngoài ấy, phản động ấy, thì nó cũng tuyên truyền hô hào để mà trong cái dịp này là biểu tình và cố là quyết định là lật đổ cái chế độ cộng sản. Thì trong đấy thì tôi có xem rất nhiều những cái clip của cái tên là cái nhân vật tên là Bên Lê Chương ở Hoa Kỳ, rồi Tân Thái Hoa Kỳ, rồi là Đoàn Thị Thùy Dương, rồi là Anh Chi, rồi Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, rồi là Phan Kỳ Nhơn, rồi Nguyễn Hữu Chánh, rồi là cái gì, rồi là Ly Sa Phạm, gọi là Phạm Minh Đào đó, nhiều lắm. Báo cáo các vị là cứ mỗi ông lên này, hô hào là lật đổ cộng sản, rồi phen này là cuối cùng, trận đánh cuối cùng, rồi thế này thế khác, nói chung là lật đổ. Nhưng mà nguy hiểm nhất là trong đấy có những clip cách đây cũng đã lâu tôi đã xem, là nó hướng dẫn cho người dân là, một là nó viết tiền lẻ, tiền tiền viết viết cái tờ giấy vào cái viết cái thông tin là ngày mùng 2 tháng 9 là sẽ đi biểu tình, nó thông báo nó đi, nó đưa cho những cái người trong cái giáo dân ở trong cái khu chợ để mà nó như thế, nó kích động, nó giao tranh, nó thống nhất nhau là cái ngày mùng 9 đi biểu tình. Thế rồi là nó lại còn hướng dẫn cả chế tạo bom xăng, rồi sử dụng cả cát, rồi sử dụng cả tro để bỏ vào túi, sẵn sàng nếu như mà lực lượng cảnh sát mà ngăn cản ấy, hay là thì là nó ném vào, nó tấn công. Thậm chí cả cái bên cái Tân Thái ấy, cái nhân vật Tân Thái là suốt ngày hô hào mà chỉ hô hào là chống cộng thôi, nhưng mà cũng chưa thấy có một cái, nhưng mà ông ta đưa ra một cái là mang cái can axit để mà hắt vào cái, dùng cả cái can axit để hắt vào những cái lực lượng công an. Thì đấy là tôi cho đấy là một cái lực lượng, đấy là một cái tội ác, đấy là một cái âm mưu rất là thâm độc và rất là, nó chả còn cái gì để nói nữa, rất là thì thường là chúng nó cứ hay nói là cộng sản ác với dân, nhưng mà ác với dân thì nếu như mà ác đó thì từ năm 75 thì chúng nó không thể là đứa nào chạy thoát được. Tôi nói thật các bạn như thế. Chúng ta phải biết là sau năm 75 thì cái lòng người dân ấy, thì người ta rất là căm thù những cái gia đình cách mạng, những cái gia đình mà bị dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa là giết rồi là tù đầy rồi, thì người ta căm thù lắm. Nhưng mà do cái đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, cho nên là người ta cũng nhiều cái gia đình cũng có người ta cũng phải gần mình lại, mặc dù hy sinh, mặc dù sau khi mà cái 30 tháng 4 xong, cái những gia đình đó người ta cũng tra được yêu ái thì cũng cũng rất là sống, cũng rất là khổ, bởi vì là bị tra tấn tù đầy, mà lúc đó cái phụ cấp thương binh cũng cấp cho những người tù đầy nó không đáng là bao nhiêu cả, mà có người thì còn chưa được bởi vì nó còn xác minh, còn xác minh cũng phải là cái, cho nên là người ta cũng rất là khó khăn. Cho nên là ta thấy rằng là nếu như cộng sản ác thì chắc chắn là các ông không còn đến bây giờ nữa. Riêng tất cả các tàu bè mà chạy ra đi trên đường biển hay là không thì có thể bị bắn rụng, bắn rơi hết, bắn chìm hết, không còn. Ta phải nói như thế, tôi phải nói một khẳng định là lúc đấy cộng sản có đủ cái năng lực, đủ cái khả năng để mà bao vây, không cho, kể cả cái ông ta gọi là Kissinger mà cái chuyến bay cuối cùng nó cũng không thể thoát được, máy bay cũng có thể bị bắn hạ được. Với lúc bộ đội chúng ta đã chiếm cả Bà Rịa Vũng Tàu cho con gì nữa, chiếm cả ngoài đảo cho con, đánh bao vây Sài Gòn kín rồi, không không bốn mặt xung quanh là ở đâu cũng có bộ đội của quân giải phóng chúng ta đóng hết rồi. Đấy, tôi nói với như trước là lấy tỉnh. Thế thì tại sao họ lại chọn vào cái dịp mùng 2 tháng 9? Đây là cái ngày mùng 2 tháng 9 là cái ngày mà tôi nghĩ là cái ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. Thì như lúc nãy tôi nói là cái ngày mùng 2 tháng 9 trong tâm khảm của người Việt Nam chúng ta là cái ngày thiêng liêng. Trong một năm ở Việt Nam ta có rất nhiều cái ngày kỷ niệm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có hai cái ngày mà quan trọng nhất, đó là cái ngày Tết độc lập. Tức là cái ngày mùng 2 tháng 9.
Và thứ hai đó là cái Tết truyền thống dân tộc, đó là cái Tết âm lịch này. Nhưng mà cái Tết độc lập thì nó có một cái giá trị nó thiêng liêng lắm, bởi vì nó chuyển toàn bộ cái dân tộc Việt Nam chúng ta đấy, từ cái kiếp nô lệ, từ cái kiếp trâu ngựa sang cái kiếp làm người, mà dưới cái sự dẫn dắt, cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lúc đó ta nói thế này, cái người lãnh đạo lúc đó là cái người tiên tiến nhất. Đảng Cộng sản đó là những cái người, đảng viên là cái người tiên tiến. Thế còn cái dân cày chúng ta lúc đấy là gần như là 90% mù chữ, có biết cái gì đâu. Cho nên là bố tôi mới kể chuyện là sau khi mà cái năm 45 để thành lập cái chính phủ lâm thời, chả ai hiểu cái lâm thời nó là cái gì. Thế nào là chính phủ cũng chả biết chính phủ là cái gì, chả hiểu cái gì. Thế nào là chủ tịch cũng chả biết là chủ tịch, cái chức chủ tịch làm cái gì cả. Đấy, nó là thế. Cho nên là sau này dần dần trong quá trình làm thì bây giờ vừa làm vừa học, vừa làm với thì bắt đầu với thông thạo ra đấy, như thế. Thế thì chúng nói là chọn đúng cái ngày mà thiêng liêng nhất, cái ngày mà trong tâm khảm của mỗi con người Việt Nam chúng ta đó, để mà chúng nó biểu tình, để mà chúng nó gây ra những cái xáo, cái xáo trộn trong xã hội đấy. Và nó gây một cái, để mà nó, ta gọi nó là cái uy tín của người, của nước Việt Nam ta trên cái trường thế giới. Nó làm cho các nhà đầu tư chúng ta có muốn vào thì cũng phải dè chừng. Thì trong đấy thì tôi nghĩ rằng có những, tôi thấy là có một số cái điểm mặt mà lúc nãy tôi nói, là ví dụ như là cái tổ chức, bây giờ nó còn có một cái tổ chức nữa, thêm một cái tổ chức đó là gọi là cái Hậu Duệ Tây Sơn, hay Tây Sơn Hậu Duệ đấy, mà có ông Ngô Hùng tự xưng là có ông Tống Giang, sau đó là có cả cái tư lệnh, tổng tư lệnh Ngô Hùng với Huỳnh Thanh Hoàng. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái vị đấy, những cái vị đấy, hay là Phạm Văn Thành cũng thế, toàn là trong những cái tổ chức chống cộng, là nó không có cái gì để mà ta gọi là nó có một cái thực lực, nó cổ suối la hét. Hay Trần Nhật Phong là suốt ngày là nói xấu, nhưng mà nó không có cái căn cứ được, nói dậm thôi. Thế và nhờ vào một số những cái hình ảnh ở trong nước đưa ra, có thể là cắt ghép, cũng có thể là lấy những cái hình ảnh tiêu cực ở trong nước đưa ra, nó phản ánh nó không đúng cái bức tranh của sau. Tái biết rằng hôm trước cũng có một cái lần mà tôi nói với Trần Nhật Phong ấy, khi chúng ta vào một cái nhà người bạn, chúng ta phải đi quan sát tất cả những cái khu gia đình, trong đó chúng ta phải vào cái phòng khách. Chứ ông sụp có cái hố xí thì ông bảo là cái nhà này toàn là cái mùi hố xí cả thì nó cũng đúng. Cũng như ta sang Mỹ, chúng ta cũng phải đến những cái thư viện quốc gia, những cái công trình văn hóa, chúng ta thấy là đất nước Mỹ là nó có đẹp, có tốt hay gì đấy. Chứ ta lại đi vào cái ổ điếm ở những cái phố, xin lỗi, sang đến cái phố buôn xa toàn chống cộng, bầu cái đất nước Mỹ toàn là chống cộng cả. Sang cái chỗ cái phố nào đấy mà anh Nguyễn Ngọc Lộc anh nói là toàn là gái điếm, thì ta cứ vào đây bên Mỹ toàn gái điếm thì nó không đúng, ta phản ánh cái đó nó không đúng. Cho nên là cái cách nhìn của các vị chống cộng là cái cách nhìn một cách nó thái quá, nó tiêu cực quá. Đấy. Thì hiện nay là các vị là cứ thế này nè, tôi thấy là cứ lấy cái nước Mỹ làm cái tiêu chuẩn, gần như nước Mỹ nó là một cái tiêu chuẩn cao nhất để mà bắt buộc các nước vào theo, và hình như là chỉ có nước Mỹ là tốt nhất, là đẹp nhất thôi. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cái so sánh, một cái tôi cho đó là so sánh đó, một cái nó cực đoan mà nó không phản ánh cái gì cả, nó không phản ánh cái gì cả. Anh muốn so sánh, anh phải xuất phát từ cái văn hóa, cái lịch sử nước nó thế nào, tại sao cái nước nó lại như thế này, nước như thế này đấy. Chứ bây giờ đến khoảng, tôi nói các bạn này, như cái nước Syria, Iraq và chiến tranh nó tàn phá, bây giờ bao giờ xây dựng? Nếu mà để cho một nước nó xây dựng thì không được. Việt Nam chúng ta lâu nay là xây dựng là chúng ta tự lực cánh sinh cả, đã bị phá hoại cơ sở vật chất ở miền Bắc năm sau năm 75 là tan hoang hết, ở đâu cũng hô buông cả, riêng cái già buông, già mình lấp hô buông rồi, để mà ấy là cũng là chúng ta hết bao nhiêu công sức rồi. Hiện nay chúng ta mỗi một, tôi chả biết, những cái xã của tôi là cái xã đồng bằng ở ngoại thành Hà Nội, nhưng mà một tháng riêng cái tiền trợ cấp cho cái chất độc da cam cũng đến hàng nửa tỷ rồi, chất độc da cam đấy. Chứ còn cái thương binh với cái những cái người tàn tật do bom mìn mà có thể là do là đi làm ăn hay là đi từ Pháp nó cài lại nổ mìn đấy. Cũng bây giờ không còn sống sót lại cũng được cũng một vài trăm người nữa.
Đấy, còn thương binh thì cũng tương đối là nhiều cái chế độ. Tôi nói ví dụ thế. Thế mà chúng ta nhân đấy là cái vùng này nó còn ít chiến tranh. Chỉ vào cái vùng mà vùng Quảng Trị với Quảng Bình từ Nghệ An đổ vào, Thanh Hóa đổ vào thì nhiều lắm. Hay là vào cái vùng Quảng Trị hay là cái vùng Quảng Nam thì nó nhiều cái chất bột da cam lắm, chứ phải nói là thế. Cho nên nhà nước chúng ta là cũng đang phải nỗ lực để mà hàn gắn với tương. Đấy. Chứ chúng tôi thấy là bất cứ một cái nhà nước nào thì khi mà người ta tổ chức người ta cũng phải 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 phải, phải, phải có hai cái. Thứ nhất là đối nội, ta gọi muốn quản lý được nhà nước là có hai cái chính sách, ta gọi là ta gọi là đối nội và cái hai là đối ngoại. Thì đối nội là để người ta phát triển kinh tế và quản lý nhà nước để bằng cái pháp luật, bằng cái luật pháp và những cái chính sách, những cái pháp chế đó, và cái hệ thống nó có cái hệ thống từ cơ quan, từ trung ương đến địa phương. Người ta quản lý, người ta phải có một cái ta gọi là một cái bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, và người ta thi hành cái pháp luật nó phải thống nhất nhau như thế. Thứ hai là người ta phải tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại cái sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân, đời sống của nhân dân nói chung đó, kể cả vật chất, kể cả văn hóa, tinh thần, giáo dục, y tế, vân vân. Người ta phải thế. Còn đối ngoại thì người ta phải quan hệ với các nước để mà người ta, thứ nhất là để mà người ta trao đổi hàng hóa, rồi là người ta quan hệ hữu hảo với nhau để trao đổi những để mà hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục, kinh tế quốc phòng vân vân. Đấy, chúng ta phải như thế. Bao giờ nói chẳng thế, mà bất cứ nước nào cũng thế thôi, người ta phải làm tổ chức sản xuất. Thế còn cái tiền mà để cho đầu tư cho giáo dục người ta lấy đâu, tất cả đều phải là lấy từ thuế rồi của trong cái lúc mà tổ chức sản xuất là người ta phải thu thuế để mà lấy cái tiền đấy mà vận hành cái đấy. Thế còn nước Mỹ người ta sao, là người ta có những cái khoản là người ta, một số nước người ta họ miễn giảm cho học sinh đi học không mất tiền. Trước đây Việt Nam chúng ta là có cái một thời gian là chúng ta miễn, nhưng mà sau đó là cái kinh tế người ta không đáp ứng nổi, thì bây giờ là chúng ta là phải thu thí một phần để mà thế lấy đâu, cũng là lấy từ anh, cũng nói như là một cái chăn anh đắp người này là cái ban ngành này được nhiều thì cái ban ngành kia được ít, chả có cái gì cả cho đến nay. Thế thì hiện nay tôi thấy là ở Việt Nam ta đang có một cái xã hội mà ổn định mà phát triển, đời sống thì dần dần chúng ta được nâng cao. Tôi nghĩ là nâng cao chứ là nhiều. Nếu mà so sánh từ năm 90 đến giờ mới có khoảng chưa đầy 30 năm thì đời sống chúng tôi lên rất cao. Trước đây năm 89 thì nhà nước vẫn cứ hô hào là mỗi một lương của công nhân chức là nuôi được 2 người. Thế là bản thân người một mình và nuôi là 1 người nữa. Thứ hai vợ chồng 2 đứa con thì là mỗi người nuôi đủ ăn ở cái mức tối thiểu. Nhưng bây giờ xin lỗi với các vị, lương hưu bây giờ 1 tháng tôi thừa sức nuôi 5-6 người. Tôi nói với các vị. Chứ ở nước ngoài như bên Mỹ chưa chắc các vị đã sướng bằng chúng tôi. Nói thật các vị, một số các vị như Tân Thái hay là bên Lê Trương hay là Trần Nhật Phong không sướng bằng chúng tôi. Ở bên Mỹ có thể sướng, ở một nước tư bản có thể sướng, nhưng đối với những cái tầng lớp trí thức, đối với tầng lớp có học vấn cao, có tay nghề cao thì mới sướng được. Chứ còn cái dạng làm thuê quốc mướn mới làm nay làm nước thì tôi nghĩ rằng là nó cũng ở cái mức độ trung bình ở xã hội. Nhưng chỉ có nó khác cái là cái tiền của họ là làm một tháng 3-4 nghìn đô la, 3-4 nghìn đô la thì bên đấy thì bằng 4-5 triệu ở đây Việt Nam tiêu như thế, thì mức độ tiêu pha thế thôi. Nhưng chỉ có là nó mang cái tiền nó về Việt Nam thì nó lại có rất có giá trị, chỉ có khác thế thôi. Chứ còn bên đấy thì tôi biết là một số, tôi đi vào cái vùng Sóc Trăng, thì thành phố Sóc Trăng, tôi xin lỗi các bạn, ở bên có một cái dãy phố chợ Phan Bội Châu, có rất nhiều người con đi Mỹ từ cái hồi năm đến giờ cũng chả có một đồng nào gửi về cả. Nói thật các vị, cũng làm mứa mặt cả, cũng chả có đồng nào gửi về cho bố mẹ. Đấy, cũng tưởng sang đấy là một cái đất nước mà trải toàn vàng với là bạc, cái hoa đầy, sang đấy cũng mứa mặt làm không đủ sống, không đủ tiền trả tiền nhà. Đấy, tôi nói các vị như thế, và sẽ nói các bạn để các bạn biết. Thế thì báo cáo các vị là thường là chúng nó biểu tình, hiện nay nó biểu tình là nó ngay cái gắn vào một là nó dựa vào những cái ta gọi là cái gì, cái một số là cái thổ đất, mà muốn phát triển kinh tế thì chúng ta không thể là cứ con trâu đi trước cái cày đi sau, rồi chúng ta phải tổ chức, là chúng ta phải xây dựng công nghiệp, mà muốn xây dựng công nghiệp mở mang đường xá thì chúng ta phải thu hồi đất. Bây giờ con đường nó chạy qua một cái những cái làng mạc, những cái cánh đồng đó là phải, hay là những cái nương rẫy là phải thu hồi đất của dân, thì tao đền bù, mà đền bù thì tất nhiên nảy sinh ra cái mâu thuẫn, người có đất thì muốn đền bù cao,
cái người giải phóng mặt bằng thì là cái nhà đầu tư thì là muốn thấp, thế nên xảy ra mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn nếu mà dưới cái sự điều hòa của nhà nước thì chúng ta giải quyết một cách nó có tình có lý, thì chúng ta phải nó đối thoại với nhau thì nó sẽ hợp lý thôi, nó sẽ qua đi thôi, nó cũng sẽ giải quyết được thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái sự kích động của cái bọn mà chống cộng nó cứ trò này, ví dụ như cái việc cấn thì theo tất cả là hàng nghìn hàng 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 hàng, hàng chục nghìn hộ gia người dân người ta đã nhận, chỉ có 5 nhà là không nhận đền bù, nó cho người ta đã thống nhất như thế rồi, thế nên là bác nhá. Hay là chúng ta biết là chúng ta cũng biết là cái mâu thuẫn của xã hội thì nó chả bao giờ nó mất, nó luôn luôn nó bị phủ nhận xong nó lại bắt đầu nó lại phát nó lại phát triển. Hay là cái Formosa, nếu như cái Formosa đấy mà cái nhà đầu tư, cái nhà đấy là nhà đầu tư của Formosa để Hà Tĩnh ấy, mà nó không trục lợi, nó cắt bớt cái giai đoạn, cắt công đoạn để mà xử lý thải thì nó không xảy ra cái sự cố đấy. Thì chúng nó một số cái giáo dân, một số những cái linh mục phản động là nó lợi dụng đấy. Nhưng mà chúng ta thấy sau khi nhà nước chúng ta xử lý là chúng ta bắt là dừng sản xuất và cho khắc phục lại. Thì hiện nay là mới đến cuối năm, từ giữa năm 2017 cho đến tháng đầu cuối năm 2017 là đã nộp ngân sách là 2.444 tỷ, 2.400 tới mới 6 tháng đầu năm thôi, mà mới có một cái lò cao nó mới sản xuất được 1 triệu tấn. Thế còn chúng ta nếu mà đóng cái cửa là cái 50 cái lò cao, nếu mà chúng ta thấy là mỗi một năm là đóng góp cho cái ngân sách của nhà nước của Hà Tĩnh là nó hàng chục tỷ đô la, chúng ta phải biết như thế. Cho nên là chúng ta thấy là nó cái nhà đầu tư nước ngoài đã mang lại thế thì cái lực lượng chống phá là ai? Thì hiện nay tôi thấy là thế này, vừa nay vừa qua thì là cũng nổi lên là một số những cái lực lượng kêu gọi như chúng tôi nói, nhưng mà trong nước ấy, thì một số là tôi thấy là cũng có một số có toàn là học hành, là toàn là chưa hết lớp 12 thôi. Hầu hết tôi nói ví dụ 10 trong 12 người mà mới bắt xử ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Nguyễn Tấn Thành là con thì làm thợ mộc, và Trần Văn Nô thì là lớp 6/12, Trần Hàn Phong thì là lớp 9/12, rồi Nguyễn Ngọc Tiền thì lớp 6/12, toàn trình độ thế thôi. Còn Lê Hùng thì Cường thì làm thuê thì trình độ 6/12, Hùng Văn Vương thì trình độ 9/12, còn Hoàng Văn Dương thì trình độ 6/12, toàn cái dạng mù chữ thế này. Tôi nói các bạn ơi, hiện nay ở Việt Nam này nếu mà tính mù chữ tôi nói là phải tốt nghiệp là lớp 12 trở lên rồi là biết mù chữ, mà phải có bằng ngoại ngữ, chứ còn đấy là cũng chưa phải. Chứ còn trong cái khái niệm mới là người ta một số người ta nói là phải biết ngoại ngữ và tin học mới mà gọi là như thế. Thế thì tôi sẽ nói các bạn là đêm 28 thì là cơ quan an ninh của Bình Định đã bắt được một tên là Lê Quốc Bình rồi, mang 500 viên đạn với 9 khẩu súng, và thì tôi nghĩ là có 10 có hàng hàng nghìn viên đạn thì nó thế thôi, bởi vì anh làm sao mà chống được cả 1 triệu quân đội Mỹ mà chạy chạy mất dép, chứ đừng nói là 500 viên đạn nó là cái gì. Các anh không có thực lực để mà các anh lật lại, tôi nói cho các anh mà không có đâu. Báo cáo các vị là như thế. Cho nên là cũng có một cái việc này tôi cũng nói thế này, chúng ta biết rằng là ở luật pháp Hoa Kỳ đấy, theo một số cái những cái nhà đấu tranh mà người ta nói, ví dụ như anh Nguyễn Văn Hùng hay là chị Phùng Thị Châu bên Hoa Kỳ nói thế này, luật pháp nước Mỹ không cho phép bất cứ một cá nhân tổ chức nào hoạt động để chống lại một cái nhà nước có cái bang giao với Hoa Kỳ. Như vậy thì rõ ràng là Hoa Kỳ nó không ủng hộ những cái tổ chức của ông Đoàn Minh Quân. Mong đầu ông Đoàn Minh Quân nói là được cái Tổng thống Obama tiếp kiến và ủng hộ thì đấy là bốc phét. Tôi cho là bốc phét. Gọi là ông là đang bị bợm một số cái như thế. À, như vậy. Hay là một số những cái vừa rồi là cái một số cái tổ chức gọi là cái tổ chức Triều Đại Việt đấy cũng thế. Thế nên báo cáo các vị là những cái tổ chức này, một là tôi kết luận là mặc dù nó không làm được cái gì nhưng mà nó gây ra cho Việt Nam chúng ta ít nhất cũng phải lưu tâm, cũng phải đủ công sức để mà chúng ta giữ gìn cái an ninh trật tự. Rồi hai nữa là chúng ta cũng phải đầu tư vào một số những cái phá rối làm cho cái bè bạn thế giới đến nó cũng hạn chế đi.
Người ta đến một cái nước nào mà du lịch mà người cứ biểu tình như thế thì người ta cũng sợ, người ta cũng ít, cho nên là nó làm cho nghèo đất nước đi. Cho nên là theo tôi kết luận như này, cái sự chọn cái ngày 29 biểu tình đó là một cái âm mưu hết sức thâm độc, nham hiểm, quỷ quyệt của một bộ phận nhỏ chống cộng ở hải ngoại. Cái thứ hai là một số những cái thành phần trong nước ấy, người lôi kéo là đa số là cái thành phần trình độ là rất là thấp, có công việc làm ăn là nó không ổn định, thu nhập không ổn định, bởi vì anh trình độ văn hóa không có, anh không chịu học thì rõ ràng là trình độ anh không có thì anh sẽ thu nhập nó sẽ thấp, thì anh sẽ như thế thôi, thì nó lợi dụng vào cái chỗ đấy để chứ còn đa số bà con chúng ta ở Việt Nam ta đều có công ăn việc làm và đều có công ăn việc là ổn định. Đấy. Cái bài nói chuyện đến đây của tôi là hết, xin kính chào các quý vị khán giả. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu.